em tên là Đỗ Thị Thư và hiện tại em đang là sinh viên của lớp C1 trường Doanh nhân Siêu Việt Nam ạ. Đối với em, đó là một quyết định táo bạo, tại vì từ trước đến nay em luôn học ở trong một môi trường người ta chỉ giáo dục con người về cái học thuật thôi ạ. Nên là em gần như không có nhiều kiến thức kỹ năng mềm bên ngoài. Lần này thì em theo học tại trường cũng là bởi vì em muốn bản thân mình không bị trở thành một người công nghiệp chỉ biết học không nhỉ. Nên là em đã theo và chọn môi trường này. Chắc chắn là không rồi chị. Tại vì nó mất cả khoảng thời gian tới 2 tháng để em có thể thuyết phục được bố mẹ vào môi trường này. Thời gian đầu thì bố mẹ em không tin em đâu. Nhưng sau đấy thì em chứng minh là bản thân em cuối các buổi em tự đi làm thêm. Đó, sau đó là em vẫn học như bình thường, vẫn học và đi làm thêm. Thì khi mà em trở về thì em con người trở lên nó cứng cáp hơn và nói chung là hoạt ngôn hơn. Trước đây em không nói gì đâu chị, em ít nói lắm. Nhưng mà đến khi em đi làm em hoạt ngôn hơn và có nhiều trải nghiệm hơn đấy ạ. Thế là từ đấy bố mẹ bắt đầu tin tưởng em là bản thân em là đã có sự thay đổi và tiến triển. Cũng như là cái cách mà nói chuyện với bố mẹ thì nó không còn là cộc lốc như ngày trước nữa. Thì bố mẹ em có lẽ đã nhìn thấy điều đó và cho em vào môi trường này. Thời gian đầu thì chắc chắn là có rồi ạ, tại vì một đứa ít nói mà chị, thì khó làm quen lắm. Nên là thời gian đầu thì căn bản em như kiểu một đứa vô hình thôi chị. Nhưng mà sau đấy thì bắt đầu mình thấy là có nhiều bạn rất là tốt. Thế là em cũng học hỏi các bạn từ cách nói chuyện tới cách đi lại rồi. Và từ đấy mình có thêm nhiều mối quan hệ hơn ý chị. Thế là bây giờ nói chung là nhiều bạn tốt lắm ạ. Cái thay đổi nhất của em ở trường Doanh nhân có lẽ là cái thay đổi về nhận thức ạ. Là em đã thay đổi được nhận thức từ cái việc là một đứa chỉ trong sách vở thì bây giờ ra ngoài cuộc sống thì biết cuộc sống nó khó khăn như nào rồi. Nên là em cảm giác cái nhận thức, tư tưởng của em là thay đổi rất nhiều. Ba tính từ để miêu tả bản thân em hiện tại thì em thấy là hiện tại thì em vẫn còn là một chữ nhanh, thứ hai là năng động hơn và cuối cùng là chữ yêu thương. Bản thân em cũng là đứa gọi là ít nói những câu đấy lắm. Mà từ khi vào trường này thì em đã biết được là mình nên nói, tại vì cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi chị ạ. Sắp ra trường rồi cũng công việc vui nên là cái thời gian dành cho bố mẹ gia đình là ít lắm. Nên là em từ khi vào trường này em bắt đầu hàng ngày là nói những câu nói, có thể là nó không phải là những câu nói gì trên Chúa, nhưng mà em cảm giác trước đây nó rất là chế, em không thích nói, em không dám nói luôn. Bây giờ nó bắt đầu dám nói câu con cảm ơn bố, con cảm ơn mẹ và chúc bố mẹ ngủ ngon. Đó là cái câu mà em thấy em nói được rồi chị ạ. Em muốn nói với bố mẹ, muốn nói trước tặng cho tất cả mọi người nghe là thực sự là con cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã dành rất nhiều tâm huyết cả cuộc đời mình để cho em được đi học như hôm nay. Em xin cảm ơn bố mẹ, con xin cảm ơn bố mẹ rất nhiều ạ. Cái nhận thức của em trước đây nó đã bị in sâu quá rồi, mà lần này em thay đổi được, nó là cái em thấy rất là trân trọng. Nó sẽ ảnh hưởng từ bây giờ tới mai sau luôn. Nên là việc chọn môi trường Doanh nhân là một quyết định đúng đắn với em. Em còn cảm thấy tiếc nuối nhất có lẽ là không được ở chung với các bạn nữa, và thứ hai là không được ăn cơm ở nhà trường nấu nữa, nên là em thấy hơi tiếc nuối ạ. Ra trường là chuẩn bị là tự làm hết, không còn là sự quan tâm gì của bất kỳ ai nữa, mình phải tự làm. Đó là có nên những cái điều mà em thấy tiếc nuối.